chào cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Hôm nay mình Mạo Muội xin phép được chia sẻ một số kinh nghiệm cũng như là phương pháp học thuộc lòng kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện của mình. Trước đây là mình có phát tâm mình chép kinh tay. Tính tới hiện tại thì mình cũng chép được đang là quyển thứ tư. Trong thời gian Đà Nẵng mình có dịch lớn thì mình cũng nguyện phát tâm là tham gia thêm chuyên mục là học thuộc lòng kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Phương pháp của mình lúc đó thì mình chỉ là mình vừa lồng ghép cả vừa chép kinh tay, vừa tham gia học hỏi trên kênh YouTube, ví dụ như kênh cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát như mình, hoặc là thêm mình xem truyện tranh, xem hình ảnh liên quan tới kênh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Mình vừa lồng ghép vừa chép bên tay đó, vừa lồng ghép những hình ảnh để mình mường tượng được cái bối cảnh và những đối thoại của Phật Thích Ca Mâu Ni với Ngài Địa Tạng Bồ Tát và các những Bồ Tát khác. Như vậy thì mình dễ mường tượng trong đầu và mình dễ học thuộc hơn. Mình chia các quyển như quyển thượng, quyển trung, quyển hạ ra những phẩm nhỏ. Trong những phẩm nhỏ đó thì mình chia ra những đoạn nhỏ. Sau khi học thuộc lòng, mình tự nhập tâm vào những đoạn nhỏ đó, rồi mình sẽ tự kết hợp lại được đoạn lớn và thành rồi từ từ rồi mình sẽ được thành một quyển. Tính là thời gian học của mình thì nếu như mà tính vừa học đủ cả 3 bộ thì cũng tầm là hơn 3 tháng là mình hoàn thành được trọn bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Lúc ban đầu mình thôi thúc mình là tham gia cái chuyên mục là học thuộc lòng. Ban đầu thì mình cũng rất là khó khăn, rất là nhiều, mình không thuộc lại mau quen, nhưng mà mình đặt ra một cái quyết tâm là con tham gia chương trình, con nguyện, con hồi hướng cái công đức, con hồi hướng là con được tu tấn học theo Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngoài ra mong Ngài gia độ cho gia đình con, mong Ngài gia độ cho cả nhà con được biết tới Phật giáo. Một thời điểm khó khăn, nhưng mà cũng may nhờ Địa Tạng Bồ Tát thương, bây giờ mình đã hoàn thành được ba phần trọn bộ của kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Kinh nghiệm của mình thì không có nhiều, chủ yếu vào quyết tâm tu học theo Ngài. Đó là kinh nghiệm của mình. Mong nếu có gì mà sai sót mong mọi người bỏ qua. Mình chân thành cảm ơn. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni So ha.